thông điệp xanh. 1. Bảo vệ môi trường. Bảo vệ các môi trường tự nhiên, bao gồm rừng, đại dương, sông ngòi và các hệ sinh thái đa dạng. 2. Tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi sang nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời và gió. 3. Giảm lượng rác thải, phân loại rác thải, tái chế và sử dụng lượng rác thải. 4. Hỗ trợ nông nghiệp bền vững, giảm thiểu việc sử dụng hóa chất độc hại, bảo vệ đất đai và nước. 5. Tăng cường giáo dục và tạo nhận thức về các vấn đề về môi trường.